bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Đối với những địa phương đã có nền tảng khai thác du lịch sẵn có, thì các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chỉ cần dựa vào các chủ đầu tư uy tín và những đơn vị vận hành kinh nghiệm lâu năm là có thể tạo được sức hút lớn đối với các nhà đầu tư. Ngoài khu phố cổ nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Hội An còn sở hữu nhiều lợi thế thiên nhiên của vùng đất Quảng Nam. Tiêu biểu như vùng biển An Bàng của Hội An đã lọt top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN Go bình chọn và top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do TripAdvisor công bố. Chính nhờ lợi thế này, Hội An đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế, biến khu vực này trở thành thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đầy tiềm năng. Tôi cho rằng là Hội An có rất là nhiều đường mà biển, đường cát trắng nó dài lắm, nhiều lắm, và những công trình được xây dựng trên đó gần như là hoàn thiện. Sau cái đợt Covid này, người ta muốn biến từ một cái du lịch mà đông đúc trở thành du lịch là đẳng cấp hơn một chút. Và đặc biệt nữa là họ đi rất là nhiều nhóm nhỏ, nhiều gia đình, và họ rất là chuộng những cái khu vực như thế này, được đưa cả nguyên gia đình đến ở trong một resort ven biển để mà hưởng, để thưởng thức đồ nào là cát trắng, biển xanh, rồi thì là thực phẩm, rồi là văn hóa địa phương. Không thể phủ nhận giá trị của bất động sản ven biển luôn cao và thanh khoản tốt. Từ tiềm năng khai thác bất động sản nghỉ dưỡng tại các địa phương sở hữu vùng biển đẹp như Hội An mà các nhà đầu tư có tiềm lực cũng hình thành nên xu hướng đầu tư biệt thự biển, bởi đây là kênh đầu tư 2 trong 1, vừa nghỉ dưỡng, vừa thảnh thơi sinh lời bền vững. Điểm mạnh của Hội An là họ sẽ có được cái việc khai thác du lịch của mình từ trước đến giờ, và bây giờ họ chỉ cần dựa trên những cái gì tối ưu nhất mà đơn vị quản lý vận hành mang đến và một chủ đầu tư uy tín mang đến thôi ạ. Họ đã có sẵn một nền tảng để khai thác du lịch sẵn rồi. Và với các thành phố mà đã có sẵn một nền tảng du lịch từ trước đó cùng với một bề dày văn hóa truyền thống thì chắc chắn Hội An sẽ là một điểm khác biệt và bùng nổ trong giai đoạn bất động sản nghỉ dưỡng thời gian tới. Sự tăng tốc của thị trường du lịch nghỉ dưỡng khiến cho việc khai thác đất nền ven biển tăng mạnh trong nhiều năm qua. Quỹ đất dọc tuyến ven biển Đà Nẵng Hội An chỉ có giới hạn và cũng đã được khai thác gần hết. Thực tế, số lượng biệt thự biển đang hạn chế do không phải ở đâu cũng xây dựng được sản phẩm biệt thự mặt tiền biển và được cấp phép giấy chứng nhận quyền sở hữu. Điều này càng khiến cho phân khúc bất động sản này trở nên nóng sốt đối với các nhà đầu tư. Thưa quý vị, chương trình kích cầu du lịch nội địa trong nước vừa qua cũng cho thấy nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng vẫn rất lớn. Chính bởi vậy, trong tháng 6 và tháng 7 này, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu trở lại với những chiến dịch quảng bá mở bán. Một trong số đó phải kể đến dự án Santira Big Resort and Spa Hội An, một dự án được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết xây dựng và đặt nhiều kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư nội địa. Hội An hiện tại có khá nhiều khu nghỉ dưỡng hình thành ven sông, nhưng lại thiếu những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao ven biển liền kề với phố Hội. Trong bối cảnh đó, một dự án nằm trên tuyến đường huyết mạch giữa Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An, Santira Beach Resort and Spa, đang là một trong những dự án tạo được nhiều sức hút bởi chủ đầu tư uy tín, đơn vị vận hành nhiều năm kinh nghiệm. Đặc biệt, khu vực tiện ích đẳng cấp có đầy đủ hoạt động thể thao giải trí, thể thao trên biển chuẩn quốc tế. Hiện nay, phần đông chúng ta đang nhờ vào cái chính sách của chính phủ để mà kích cầu cho những cái ngành du lịch hiện tại, và nguồn lực du lịch của trong nước rất là mạnh, và chúng ta đang tận dụng những việc đó để thúc đẩy và phục hồi lại cái phần bất động sản nghỉ dưỡng của chúng ta hiện nay. Dự án là quần thể resort nghỉ dưỡng rộng 8,6 hectare với hệ thống 430 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền biển, 1,5 hectare bãi biển riêng An Bàng. Điểm nhấn của dự án là tòa căn hộ cao nhất Hội An với tầm nhìn 100% hướng biển, Cù Lao Chàm và toàn cảnh phố Hội sôi động. Đây có thể coi là lợi thế cạnh tranh của Santira Beach Resort and Spa. Thời gian vừa qua thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất là lớn. Các nhà đầu tư sẽ chủ yếu là sử dụng tiêu dùng tối thiểu. Nắm bắt được xu hướng này, chủ đầu tư Hoàng gia Hội An đưa ra sản phẩm này với mức giá gần như là cạnh tranh. Mức giá của mình chỉ dưới 40 triệu một mét vuông và tiêu chuẩn vẫn là 5 sao. Cảm nhận đầu tiên của mình là chủ đầu tư uy tín, và đối với Santira thì cái giá cả ở bên này nó cũng hợp lý. Nó vừa với túi tiền của khách hàng, và đây là cái lựa chọn mình nghĩ là nó cũng hợp lý cho những khách hàng mà có nhu cầu sở hữu những căn biệt thự ở mặt biển. Sức nóng của bất động sản Hội An được đánh giá thông qua tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, vấn đề của du lịch Hội An đang gặp phải là việc thiếu hụt các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn và đẳng cấp. Chính bởi vậy, Santira Beach Resort and Spa được xem là sản phẩm tối ưu để các nhà đầu tư lựa chọn trong bối cảnh thị trường Hội An sẽ tăng tốc trong vài năm tới nhờ vào lợi thế du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc. Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng Hội An đang trên đà phát triển nhờ doanh thu du lịch bền vững, hướng phát triển phù hợp với thị hiếu du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt với sự cộng hưởng từ những dự án được đầu tư xây dựng rất bài bản, tiện ích xứng tầm thế giới như Santira Big Resort and Spa, thì thị trường này chắc chắn sẽ mở ra một tương lai ăn chắc mặc bền cho các nhà đầu tư.
Đến đây thì chuyên mục Kinh tế đầu tư của chúng tôi xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị.